Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Công đoàn ngành công thương đã kịp thời hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai các hoạt động đáp ứng với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và triển khai đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về an sinh xã hội, chăm lo đời sống, phúc lợi đoàn viên và người lao động. Các hoạt động như hướng dẫn công đoàn cơ sở tăng cường biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, triển khai tốt hoạt động chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho đoàn viên, người lao động là những điển hình tiêu biểu của Công đoàn ngành công thương trong năm qua. Đặc biệt, việc triển khai chương trình 1 triệu sáng kiến, toàn ngành đã cập nhật được 84.977 sáng kiến lên hệ thống phần mềm chương trình 1 triệu sáng kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Tổng Liên đoàn. Tham dự và phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An lưu ý đối với hoạt động công đoàn khi năm 2023 dự báo nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn do sức ép lạm phát, thị trường thế giới ngày càng thu hẹp, sức cạnh tranh lớn, giá năng lượng có thể diễn biến bất thường. Điều này đòi hỏi nỗ lực lớn của toàn ngành, các cấp công đoàn tiếp tục động viên người lao động nâng cao trình độ, hăng say lao động để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.